Xin chào bạn, tôi Tú Phan đã dân mạng trên trang web Phan Nguyên Tú .com. Video này trước khi vào một số cái phần chính á, tôi nhắc lại một số kiến thức cũ một tí. Thứ nhất về cái nốt mà quay up các bạn, cái nốt mà đánh thức dậy á, đầu tiên rồi. Đây, khi mà cái nhân vật chính các bạn lại gần cái đối tượng này, thì nó sẽ thực hiện đánh thức, giống như là kích hoạt các bạn, thực hiện cái nốt kích hoạt, quay up là kích hoạt á, kích hoạt một cái hành động phía sau nó, đó là hành động gì? Hành động là đối tượng này nó sẽ di chuyển qua lại nè, quay là cái nốt di chuyển qua lại trái phải. Rồi, tôi test thử cho bạn xem. Này, ok ha, đây bạn nhìn nè, đó. Khi mà cái màu trắng lại gần cái màu đen nè, thì màu đen nó sẽ di chuyển qua trái phải liên tục, thấy chưa? Ok ha, cái nốt quay up là công dụng gì á. Còn cái nốt quay up hình như là nó có cái phần là sẽ ngủ khi đi xa bao nhiêu, giả sử như tôi để cái tùy chọn gì ta, tôi quay cái góc nhìn camera đi, quay quay góc nhìn cho nó, cho các bạn thấy cho nó dễ tí rồi, như thế này đi. Ok ha, rồi có nghĩa là khi cái hàm màu trắng lại gần cái màu đen nè, thì khoảng cách là 500 thì nó sẽ là thực đánh thức cái việc hành động này, khoảng cách là 500 rồi. Còn khi nó đi ra xa là khoảng như bạn, khi ra xa khoảng 300 đi thì nó ngủ gì đó, tôi test thử các bạn ha, test thử. Rồi, lại gần cái khoảng cách khoảng 500 thử coi. Khoảng nào là khoảng 500? Khoảng 500 sao nó đứng im ta? Cái thôi thử để cái này chỉ là bằng cái này, không có thì dễ rồi. Cái này nếu không có là nó à, tôi hiểu rồi. Là gần khoảng cách 500 á, thì đánh thức hành động lại, nhưng mà khi tiến gần tới cái khoảng cách là bao nhiêu á, thì nó sẽ dừng hẳn. Rồi tôi hiểu các bạn, tôi sẽ cho ví dụ các bạn, thì tôi cho cái khoảng cách này 50 đây, có nghĩa là gì bạn, tôi sẽ vẽ cho bạn xem. Nghĩa là giả sử ban đầu cái hộp chúng ta màu trắng là đang ở vị trí này ha, đang ở vị trí này nè. Rồi khi nó đang tiến về phía trước, nó lại gần cái cục màu đen này với cái khoảng cách là 500 này bạn, ví dụ tôi gạch đây ha, khoảng cách 500 nè bạn, đây chính là khoảng cách 500, tính từ đâu? Tính từ đây cho tới cái màu đen này là 500 đó. Rồi thì nó sẽ thực hiện cái hành động gì đó, hành động phía sau của nó là hành động đi tới đi lui các bạn, hành động đi tới đi lui của cái màu đen này. Nhưng mà khi tới cái hành tới cái khoảng cách là 300, ví dụ tôi để cái khoảng cách này 50 ha, khi tới cái khoảng cách là 50 cho gần rồi, khi tới cái khoảng cách chỗ này 50 thì nó sẽ ngưng cái việc hành động của nó, ngưng cái hành động là đi tới đi lui, nghĩa là nó chỉ thực hiện cái hành động đi tới đi lui của cái cục màu đen này bạn, trong cái khoảng từ 500, 400, 300, 200, 100 cho tới 100 thôi. Còn từ cái khoảng cách mà 50 này tới đây thì nó sẽ ngưng thực hiện cái hành động phía sau của nó. Hành động quay up nãy anh ta để là hành động quay các bạn, nghĩa là cái đó cái cục đen này nó sẽ di chuyển trái phải liên tục. Ok ha. Giờ này chúng ta mới hiểu cái nốt này, cái thuộc tính này sleep distance, khoảng cách để ngủ. Rồi ta test thử cho bạn xem. Đây, này bắt đầu nè. Chả biết làm sao nữa. Tại tôi cũng ít sử dụng cái sleep đâu mà. Thường ta sử dụng, nè, tôi sẽ test là thường ta bỏ cái này thì nó sẽ là 500 thì tôi hiểu rồi. Thử cái khoảng cách xa khử khoảng 500 mà nó có còn di chuyển bạn. Nó tiếp tục di chuyển luôn. Như tôi cho khoảng cách này là 1000 đi ha. Thử coi. Đây. Nói chưa? Khi lại gần tới khoảng cách tới 1000 thì nó sẽ di chuyển qua trái phải. Rồi giờ tôi cho cái này khoảng cách thử 100 thử. Chả biết cái slip này là cái gì nữa. Rồi, sáng nay tôi nói luôn á, cái khoảng cách ở trên đây nè bạn, nó có cái tùy chọn, nó là thằng thêm, nếu bạn thêm cái dấu âm, tôi lấy ví dụ ha, trừ 500 nè. Cái dấu âm á, là khoảng cách khi nào đối tượng này nó đi ra xa đối tượng này á, thì nó mới bắt đầu bạn, nghĩa là lại gần chưa có chuyện xảy ra đâu. Khi nó ra xa, tại đây dấu âm mà, dấu âm là ra xa 500 thì mới đầu thực hiện hành động nè. Thấy chưa? Đó, khi đặc biệt cái chỗ này ha, đặc biệt cái chỗ này nếu bạn để dấu âm thì khi đi ra xa cái cục màu đen đen này thì nó mới thực hiện cái hành động này. Lưu ý cái dấu âm này. Rồi video này tôi chỉ nhắc sơ một số lý thôi. Rồi tới cái phần tới cái note tiếp theo đây, cái bài ví dụ tiếp theo là cái này. Làm ta mới vừa tìm hiểu lại, nhắc lại cái kiến thức cái note quay up các bạn, là cái note mà đánh thức thôi, đánh thức nó thức dậy.
khi nhân vật chính chúng ta. Lưu ý là bạn phải gán đối tượng nó là nhân vật chính thì nó lại gần á, thì nó mới hiểu. Gán là cái nhóm nhân vật chính bằng cái nhóm tractor á, cái nhóm tractor nè bạn, nghĩa là bạn lôi nó lên trên cái nhóm tractor như đây nè, nó lôi nó lên trên cái nhóm trong tractor. Bình thường nó để offset chứ bạn lôi lên tractor. Rồi còn cái view này tôi sẽ nói về cái phần va chạm. Khi nó va chạm sao ta, này cho bạn xem nè, khi như cái quả cầu này va chạm với cái này thì nó sẽ phóng to lên, đơn giản như thôi bạn. Đây làm lại nè, nó khi ta va chạm đó thì cái cục nó sẽ bự lên, thấy chưa, thấy nó bự không, làm lại nè đó, thấy chưa. Nhưng mà có cái điều cái này tôi chưa có tìm hiểu thêm là mỗi lần nó va chạm nó phải mỗi lần lớn lên chứ, mà sao tự nhiên mỗi lần va chạm nó vẫn giữ nguyên à, chỉ có lần đầu tiên là nó lớn lên thôi, còn những lần sau thì nó giữ nguyên kích thước không biết sao nữa. Rồi cái cách làm nó thì dễ thôi, chúng ta cho cái nhân vật chính chúng ta là di chuyển về phía trước, rồi nếu va chạm với cái cục, mà cái cục g dưới đất các bạn, thì chúng ta sẽ phóng to lên. Thật ra phóng to là chúng ta sẽ thực hiện cái hành động là scale animation nè bạn, cái nốt này nè, cái nốt này nè, nốt này là chuyển động lớn hoặc nhỏ nè, thì chúng ta sẽ cho cái phần chuyển động lớn lên. Mặc định đánh dấu check vô đây bằng, nhưng mà đánh dấu check vô đây thì nó thay đổi một cái lượng bao nhiêu, thay đổi một cái lượng gấp bao nhiêu các bạn. Nó cộng bằng 25, bằng không đánh dấu check này thì nó là gì bạn, nó chỉ là thay đổi cái kích thước. Ví dụ như bạn nhập con số 1.1 này nè, như là cái tỷ lệ ban đầu là 100%, thì bây giờ nó đã đổi thành 1.1, nghĩa là 110% bạn, nếu bạn bỏ đánh check đây. Rồi còn nếu bạn đánh dấu check đây thì cái này không phải là 110% đó, mà nó là như bạn, nó là 100% cộng với 110% là 210%. Bạn lưu ý ha, bởi vì khi chúng ta học chúng ta phải biết, tại đánh dấu check vô đây có nghĩa là thay đổi một cái lượng cộng thêm là bao nhiêu, một cái lượng cộng thêm. Còn khi bạn bỏ dấu check đây chính là thay đổi cái lượng so với ban đầu. Ok ha, thì bạn cứ test thử coi đúng không mà biết. Rồi tôi chỉ nhắc cái chỗ đó thôi. Còn cái chuyện nó khi va chạm thì nó phải phóng to lên bạn. Còn hiện tại nó mấy cái sao nó không phóng to là tôi không biết tại sao nữa. Đó thì để sau này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các bạn. Rồi, đó là những cái phần phụ tôi nhắc sơ kiến thức cũ thôi. Giờ chúng ta sẽ tới cái phần chính nè. Cái phần chính của cái video hôm nay là cái trò chơi game là cái trò là trò rắn. Hồi xưa tôi hay chơi trò rắn sơn mồi bạn, dạng như con, chúng ta điều khiển cái con rắn ăn những cái chấm tròn ở từ thời cái điện thoại còn trắng đen các bạn, điện thoại Nokia mà trắng đen á, con rắn chúng ta điều khiển trò chơi ăn rắn á. Đây tôi sẽ test thử cho bạn xem là bạn sẽ hình dung liền. Đây tôi sẽ sử dụng quẹt trên màn hình điện thoại ha, quẹt nó thấy chưa, hay giống con rắn hồi xưa chúng ta chơi không. Con rắn này nó chỉ có ba bậc thôi, cái đầu với ba cái làm cái thân, ba cái vuông làm thân đó. Bạn quẹt theo bốn hướng, bạn lên xuống trái phải gì đó, thấy chưa, thấy quen chưa. Rồi chúng ta sẽ ăn những cái chấm hay là những cái trái cây gì trên màn hình đó, thì mỗi lần ăn thì cái đuôi chúng ta sẽ dài ra. Còn nếu chúng ta lỡ ăn trúng cái đuôi chúng ta thì chúng ta sẽ thua, nó bị cục lại chứ không phải thua, bị cục lại đó. Ok ha, thì cái này cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ tập nhớ lại cái thứ nhất là để chúng ta điều khiển được cái con rắn đó, thì bạn dùng cái lệnh này, lệnh trượt trên màn hình nè bạn, bốn way switch là cái lệnh trượt. Đó, lệnh này là cái lệnh trượt nè, quét lên trên màn hình điện thoại theo bốn hướng. Rồi thì theo bốn hướng nào thì dễ thôi đó, chúng ta học rồi, bạn muốn nó đi theo hướng nào tùy bạn. Hướng chúng ta chỉ cho nó di chuyển theo hướng x hoặc hướng z thôi bạn ha, chứ hướng y là hướng lên là không có tùy, cho hướng x hoặc hướng z thôi. Rồi ví dụ như bạn cho di chuyển hướng up là hướng lên nè, thì cho di chuyển theo hướng z trừ 10, thì hướng xuống đương nhiên là z bằng 10 đó. Rồi còn nếu qua trái thì là x trừ 10, thì qua phải là x bằng 10 đó. Thì như ta nói rồi, bạn di chỉnh cho nó di chuyển theo cái hướng x và hướng z thôi, tại vì hướng y là nó theo chiều cao rồi đó. Rồi đơn giản các bạn ha, làm ta thấy quẹt trên màn hình thì cái tại điểm này á, tại điểm này cái cục trắng trắng là di chuyển theo nè đó. Ta làm xong được cái việc mà thao tác điều khiển cái cục trắng trắng này theo cái việc mà ta quét ha, mà quét trên màn hình điện thoại theo bốn hướng lên xuống trái phải. Ok ha, rồi giờ ta muốn làm cho nó có những cái đuôi phía sau làm sao à? Dễ thôi, bạn sẽ sử dụng một cái nốt này ha. Trong nhóm content này có tên là 3D choice 3D nó, thì là thêm cái đuôi phía sau á, nhìn cái biểu tượng là biết rồi. Và cái này là cái đuôi hình 3D bạn ha, còn cái choice này là cái đuôi 2D, đây là cái đuôi 2D và đây là cái đuôi 3D đó. Thì như hồi trước ta làm cái trò chơi game bắn máy bay bạn, thì ta làm giống như là cái phần mà tên lửa ở phía sau nó vụt ra, cái lực đẩy ở phía sau của tên lửa đẩy ra, thì ta thường là sử dụng cái này, cái đuôi 2D. Rồi con này trường hợp ta đang dùng cái đuôi 3D nè, rồi nó cũng dễ thôi bạn.
Các bạn sẽ cho cái này nó liên kết với cái này. Rồi sau đó bạn chèn vô đây, chèn một đối tượng 3D vô đây làm cái đuôi, giống như nãy người ta làm con rắn á, thì nó sẽ ra được cái đuôi gì. Thấy chưa? Rồi giờ ta sẽ tùy chỉnh một số các bạn ha, tùy chỉnh một số cái là thứ nhất á, bạn sẽ nhìn kỹ để cái đuôi này nó sẽ có 3 ô vuông. Cái này làm ta lôi cái ô vuông vô đây các bạn ha. Bạn click vô đây nào. Nó trên màn hình ta trong cái thư viện ta có cái ba cái đuôi, bạn chọn đuôi nào cũng được. Ví dụ ta chọn cái đuôi này đi ha. Bạn lấy một cái đối tượng 3D nào đó bạn nhập vô đây cũng được. Rồi, ok. Rồi bạn muốn chỉnh gì thêm nó tùy bạn, ví dụ chỉnh cái màu gì đó, color màu gì nào, click vô đây chỉnh. Màu sáng, màu gì đó tùy các bạn. Ví dụ tôi chỉnh màu xanh lá cây nổi tí cho bạn dễ thấy ha. Đó. Rồi bạn chèn cái đường lưới 3D của đối tượng 3D vào đây, sau đó bạn lưu lại. Rồi. Giờ thấy chưa, cái màu xanh tôi luôn ha, tôi để màu xanh nó hơi tiệp với cái màu nền, bạn sẽ nhìn khó hơn. Xin lỗi, chết rồi, tôi lỡ xóa rồi, chọn lại. Tôi sẽ lấy một cái màu đi cho bạn, màu đỏ đi ha, cho bạn dễ hình dung, đang demo cho bạn, đang hướng dẫn các bạn. Rồi. Thấy chưa, tôi được cái màu đỏ như thế. Rồi. À, cái thứ hai nữa là giờ ta muốn cho cái đuôi này nó số lượng cho bạn, hiện tại đang nhìn kỹ có 3 cái ô nữa đúng không, 3 cái ô mà chúng ta chèn đường lưới vô nè, thì ta chỉnh ở đâu, bạn chỉnh ở trong cái chữ amount bên đây nè, thấy chữ amount số lượng bao, thì ta cho này lên là 6. Rồi bạn sẽ thấy nó sẽ có tổng cộng 6 ô, thấy chưa, tổng cộng 6 ô, nó rất là dễ thôi. Ok ha, là 6 cái hình đường lưới này, là ta chèn đường lưới vô là cái ô vuông thì nó sẽ là 6 ô vuông. Rồi tiếp theo ta tới số lượng, rồi giờ tới khoảng cách. Khoảng cách giữa các ô này là như bạn, thì ta sẽ thấy cái distance này, mặc định là số 2 đúng không? Ví dụ như tôi cho nó là cái số 3 đi, số 4 đi cho bạn sẽ thấy số 4 ha. Rồi tôi sẽ reset lại. Rồi bạn thấy chưa, các ô này nó khoảng cách với nhau là 4 nè. Đó. Nãy người ta chỉnh số lượng, giờ người ta chỉnh cái khoảng cách giữa các ô vậy thôi bạn, dễ đúng không? Quá dễ. Như tôi cho nó sao tôi cho chỉnh lên số 2 đi, rồi reset lại. Số 2 thì tại vì mỗi ô này nè có cái chiều dài là 2. Nên để hai cái mỗi ô này giống như là nó dính sát nhau vậy. Thấy chưa? Tại vì mỗi ô này chúng ta có cái cạnh đó bạn, cạnh nó dài là 2. Nên mình để khoảng cách là 2 thì nó những ô này nó sát rạc nhau luôn. Ok ha, nhìn giống con rắn ha. Đó. Đây là cái số lượng ô, còn đây là cái khoảng cách. Còn đây là chế độ smooth là mềm. Bạn cứ test thử thôi, nó cũng không quan trọng gì. Còn đây là chế độ xoay, mặc định thì để chế độ xoay này. Đó. Thì bạn cứ test thử thôi. Ha, xe này thấy nhìn mịn màng nè, còn nếu bạn chỉ để cho xe này các bạn thấy cái gì, follow cool nè. Rồi ta sẽ đi thử cho bạn xem, rồi ta sẽ quẹo cua bẻ góc cho bạn nhìn thấy có sự khác biệt, thấy chưa, bạn nhìn thấy không, nó giống như là từng đối tượng là một cái đối tượng riêng lẻ, giống như là một chiếc xe vậy ha, chứ không còn là một cái đối tượng dính liền nữa. Cái kiểu quay này bạn, kiểu quay này giống như là từng đối tượng giống như là một chiếc xe, nó di chuyển theo một cái đoạn xe vậy, nghĩa là mỗi chiếc xe nó đều quay đầu hết. Khi tới khúc cua thì mỗi chiếc xe nó đều quay đầu hết nè, thấy chưa? Trường hợp bạn muốn làm cái hiệu ứng là một cái đoàn xe nó đi theo gì thì chúng ta dùng cái việc này. Mỗi chiếc xe thì tới được khúc cua đều quay gì hết á. Rồi, còn nếu bạn làm một cái khối này là một cái khối thống nhất á, như là mô phỏng một cái con rắn gì đó, thì ta phải chọn cái hình khác bạn, không có chọn này mà phải chọn cái này. Chọn cái loại mà rotation nè, là cái này. Thì nó mô phỏng giống hơn, giống như là một cái con rắn. Cái cách xoay nó khác, thấy chưa? Chỉ có cái đầu chúng ta là xoay thôi, còn những cái còn lại thì nó không có xoay bạn, nó chỉ thay đổi vị trí thôi. Đó. Lưu ý ha, tùy theo cái trường hợp và cái mục đích bạn sử dụng mà bạn sẽ chọn cái kiểu xoay khác nhau. Rồi mặc định của phần mềm thì nó để cái kiểu xoay này. Nó để cái kiểu xoay này. Nó chỉ thay đổi vị trí thôi bạn chứ không có xoay những cái đối tượng con ở phía sau, những cái đuôi sau. Rồi lưu ý chọn từ chọn này ha. Rồi tiếp theo cái lock này nè. Cái lock này thì nó cũng không có gì. Bạn thích thì bạn test thử coi nó là gì. Thấy cũng không có gì. Khóa cái khóa cái gì đó, tao cũng không biết nữa. Rồi ok ha, vậy là tao đã tìm hiểu được cái nốt dùng để tạo ra cái đuôi 3D bạn ha, tại vì đây là đối tượng 3D, ta chèn đường lưới 3D vô đây. Kèm theo cái việc là quét trên màn hình theo bốn hướng, ta sử dụng cái nốt 4 way switch theo 4 hướng là lên xuống trái phải. Ok. Này cái đuôi nó là cái đối tượng 3D này bạn, cái đuôi cái xanh lá cây này nè. Đó. Rồi. Và lưu ý là cái này chúng ta đang để cái đối tượng ta đều là kinematic các bạn, nghĩa là không có bị ảnh hưởng với trọng lực á. Nghĩa là nãy giờ chúng ta di chuyển là hỏng trên mặt đất á. Đây nè, không tin cho bạn xem nè. Thấy chưa? Cái hộp ta nằm ở hỏng trên mặt đất á, nó không có va chạm mặt đất.
Tại vì chúng ta đã tùy chỉnh cái việc là tính chất vật lý nó là kinematic rồi. Kinematic là không có bị ảnh hưởng bởi trọng lực, nó nghĩa là nó bay lơ lửng ở trên trời á. Cái đuôi cũng vậy, cái đuôi thì chúng ta đang chọn static ha, cái đuôi thì nó không ảnh hưởng các bạn ha. Cái đuôi thì bạn chọn nào cũng được, tôi test thử cho bạn xem nào. Nó cơ bản là nó sẽ bay bổng lên trên cái nền đó, nó không có chạm cái nền, tại vì nó là tính chất vật lý, nó là kinematic rồi. Còn nếu bạn chọn static thì nó sẽ đứng yên chỗ, các bạn ha, lưu ý ha. Cái này bạn không có chọn static được, cái đầu nè, cái đầu của cái con rắn này nè, nếu bạn chọn static thì nó ấy cũng được luôn, tại vì nó phụ thuộc vô cái việc của người ta quét quét để nó di chuyển ha. Thì trong đây như nó có lệnh mu nè bạn, nhìn kỹ nè, trong đây nó có lệnh mu nè, đây nè, thấy chưa, nó mu, nhờ có lệnh mu mà nó di chuyển thôi, chứ không phải là nó tương tác vật lý, không phải là tương tác vật lý với cái nền đất xanh ở dưới ha, không phải ha. Do nó sử dụng cái lệnh mu này nó mới di chuyển. Ok, nào, ta kết thúc video này. Video này có thể đặt tên trò chơi game, trò chơi con rắn ăn mồi, giống điện thoại Nokia hồi xưa ta chơi. Rồi ta kết thúc video này đi. Rồi Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn lại các bạn.